Dạ vâng, xin chào này các bác nhá. Và chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của em Huyền Audio. Để tiếp tục các video thì ngày hôm nay nhá, em sẽ chính thức giảm giá cho bác 4 sản phẩm quản lý nguồn, đẩy, vang và mic nha các bác nhá. Và trước là video nhá, các bạn đi qua để cho em xin một like, một đăng ký kênh cũng như ấn nút chuông các nhá, để không bỏ lỡ những video sắp tới của nhà em ạ. Ra đây. Và ngay sau đây nhá, em giới thiệu chi tiết dòng từng dòng sản phẩm một. Em sẽ báo giá từng sản phẩm một nhá. Đảm bảo là các bác thấy mức giá rất là tốt luôn ạ. Ra đây. Các bạn nhìn thấy một dòng quản lý nguồn, hai cấp lọc cực kỳ cao cấp đến thương hiệu nhà Martin Audio các bạn nhé. Và đây là một dòng quản lý nguồn hai cấp lọc có automat chống cháy chập MOVE quá tải rất là cao cấp cho các bác. Khi cái automat này nha, nó nhận được dòng điện, nó nhận được tín hiệu là dòng điện cho bác nha bị quá tải cháy chập hay MOVE, cái automat này tự động ngắt cho các bác, nó tự động ngắt cho các bác này. Đấy, nó tự động ngắt cho các bác, đảm bảo các bác là tất cả các thiết bị nhà bác cắm trên con quản lý nguồn này nhá được đảm bảo là không gây tình trạng cháy chập MOVE quá tải các bác nhá. Và đây các bạn nhìn đằng trước và đằng sau đây này, đằng trước là có đầy đủ các bác là màn hình nhất hiển thị số vôn này, tắt bật từng cổng phía sau rất là cao cấp luôn ạ. Đây, tắt bật từng cổng phía sau này, và đằng sau tổng cộng là 8 ổ cắm, và đằng trước một ổ cắm là 9 ổ cắm cho các bác nhá, đảm bảo với các bác cắm đầy đủ các thiết bị âm thanh nhà bác trên con quản lý nguồn này nhá, và không phải nối thêm dây rắc các bác nhá. Và đây nhá, em sẽ quay nội thất bên trong của dòng quản lý nguồn này cho bác xem nhá. Đây các bác nhìn đây, một dòng quản lý nguồn hai cấp lọc cực kỳ cao cấp đến thương hiệu nhà Martin các bác nhá. Hai quận lọc nguồn và ba tụ lọc nguồn cho các bác, đảm bảo với các bác là cho dòng dao đồng điện rất là sạch sẽ. Dòng điện sạch sẽ nó giúp cho các bác những gì? Nó sẽ giúp cho các bác là các thiết bị điện tử và các linh kiện thử nhà bác cắm trên con quản lý nguồn này nhá, được đảm bảo và kéo dài tuổi thọ hơn các bác nhá. Một dòng quản lý nguồn cực kỳ cao cấp luôn ạ. Và các bác nào quan tâm nhá và chốt thì nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho em 0969673336, chốt quản lý nguồn Martin hoặc chốt quản lý nguồn PA99 cho em nhá. Với mức giá hôm nay là 1.450.000. 1.450.000 các bác nhá. 1.450.000 và em sẽ bao ship toàn quốc cho bác. Bác mua hàng nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em. Trên hình như nào ngoài đời y như thế các bác nhá. Trên hình như nào mà ngoài đời các bác nhận lại không như mong muốn mình nhá, các bác hoàn hàng lại cho em, được chưa ạ? Hoàn hàng lại cho em. Các bác nào quan tâm nhá, hoặc là chốt nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho em 0969673336. Chốt quản lý nguồn Martin hoặc chốt quản lý nguồn PA99 nha. Đó, một dòng quản lý nguồn cực kỳ cao cấp đến thương hiệu nhà Martin luôn ạ. Và đây nha, em giới thiệu cho một dòng đẩy hai kênh nhà MMV, hai kênh đến từ thương hiệu nhà ETC các bác nha. Và ma nó là ET900, 900W một kênh cho các bác, đảm bảo các bác đánh full đôi bát 30-40 cho các bác, công suất cực kỳ là khỏe luôn ạ. Mà đằng trước này là hai núm vận volume tùy chỉnh của kênh A và kênh B, và hệ thống đèn vẩy cho bác rất là đẹp. Và đây nha, em sẽ quay đằng trước đằng sau cho bác xem này, đằng sau nó vẫn sẽ có hai đầu nhạc vào, hai đầu linh tín hiệu, hai cầu ra các cầu ra loa và các bộ phận điều chỉnh đầy đủ cho bác và chỗ ra cắm nguồn cho bác nhá. Và đây là nội thất bên trong này này, một tụ nguồn rất là lớn luôn ạ, tụ nguồn nó rất là khỏe, đảm bảo cho bạn độ chịu tải rất là lớn luôn ạ. Và các cục nguồn, 8 cục nguồn các bác nhá, 8 cục lọc nguồn, đây tem mác bảo hành đầy đủ cho bác luôn ạ. Và đây nhá các bạn nhìn này, con này chạy hoàn toàn là sò trường NJWK cho bác. Con này chạy tổng W và sò chính là 80 sò trường NJWK cho bác này các bác, cực kỳ yên tâm luôn ạ. Và dòng này dùng mạch Class H các bác nhá. Dòng này là dòng mạch dùng mạch Class H, đảm bảo với các bác là dòng mạch Class H là dòng chạy cực kỳ bền ổn định nhất trên thị trường luôn ạ. Cho chất âm và chịu tải rất là lớn luôn. Nên các bác sử dụng, các bạn nào chơi sự kiện hay là âm thanh gia đình thì nên có một con quản lý nguồn như này. Nó là quá là hay luôn ạ. Và ngay sau đây nhá, em sẽ chép lại chất âm của dòng đẩy này cho các bác xem. Và tí nữa em sẽ báo giá cho bác, đảm bảo là các bác này mức giá rất là tốt luôn ạ. Các bác ơi đi qua cho em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nút chuông cho em nhé. Và đây sẽ test chất âm của dòng đẩy cho các bác xem nhé. Rất là khỏe luôn ạ. Tiếng rất là hay. Tiếng rất là hay luôn ạ. Và ngày hôm nay nhá, em sẽ chiên để cho ba bác nhanh tay. Nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho em 0969673336. Với ba quản lý nguồn này, em sẽ để cho ba bác nhanh tay với mức giá chỉ với là 3.900.000 đồng các bác nhá. 3.900.000 đồng một dòng đẩy hai kênh, 900W một kênh cho em. Hoặc là quá là hay luôn ạ. Các bác đánh thoải mái cho đánh một đôi full bát 30 và đôi full bát 40 cho em nhá. Sao cực kỳ là khỏe, cho chất âm rất là hay luôn ạ. Chỉ 3.900.000 đồng. Các bạn nào chốt thì nhắn tin qua số điện thoại cho em 0969673336.
với cú pháp là chốt quặn đẩy ETC hoặc là chốt đẩy ET900 cho em, sẽ có nhân viên chốt và ra gửi đến cho các bác. Và khi các bác mua hàng nhà bên em nha, 100% không phải cọc, các bác mua hàng nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp em ạ. Trên hình như nào ngoài đời y như thế các bác nhá. Các bác nhìn ở trên hình mà ở ngoài nó khác với ở trên hình nhá, các bác hoàn hàng lại cho em, các bác không mất một đồng phí nào luôn ạ. Có một dòng đẩy quá là hay. Và khi các bác mua hàng nhà bên em nhá, sẽ tặng dây rắc và tặng dây rắc kết nối và bao ship hoàn toàn 100% toàn quốc cho bác nhá. Một dòng đẩy quá là hay luôn ạ, cực kỳ khỏe và cho chất âm rất là sáng tiếng. Và các bác nào chốt nhá, nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho em 0969673336 với cú pháp là chốt đẩy ETC và chốt đẩy ET900, một dòng đẩy hai kênh cực kỳ hấp đến từ thương hiệu ETC. Dòng đẩy quá là hay luôn ạ, các bác nhanh tay nhá. Và đây em sẽ quay cho bác một dòng vàng cơ lai số đến từ thương hiệu nhà ETC các bác nhá. Một dòng vàng đó, quá là hay luôn ạ. Và đây nhá, em sẽ giới thiệu chi tiết lại dòng vàng này cho các bác xem. Và tí nữa em sẽ báo giá cho bác, đảm bảo là các bác này mức giá rất là sốc luôn. Và đây mặt trước nó này là một mặt tấm kim loại phai nhôm nó sơn tĩnh màu đen rất là đẹp. Một màn hình LED hiển thị đầy đủ thông số cho bác này, mic này, effect này, nhạc này và đường cắt số cho các bác. Và hệ thống đèn vẩy này của mic này, effect này, mic này, protd này, EQ này, FBX này, chế độ chống hú cho các bác này. Đầy đủ cho bác và các cái nút move để thể chỉnh cái đường nhạc vào các bác nhá. Rất là dễ để chỉnh luôn. Và trên con vang này nhá, đầy đủ bát chung chép của mic này, của nhạc này và của effect này. Đây, music này, chép này, mid này, bass này, effect này, bass chép này, mid này, bass này, gì vật time này, đấy gì vật vol này, EAR và EAR đầy đủ cho bác nhá. Và mic cũng thế nhỉ, mic cũng đều có chép này, mid này, bass này, đầy đủ cho bác, rất là dễ tùy chỉnh luôn nhá. Và đây đằng sau của dòng vang cơ lai số này nó sẽ có 3 đường ra, 2 đường ra full và 1 đường ra cắt súp. Và đường cắt súp nhá, nó sẽ có đầy đủ dây ca lông và dây ba sen cho các bác. Và các đường vào như em ạ, và các đường vào đầy đủ, các đường nhạc vào đầy đủ cho em là AUX1, AUX2, cổng quang OTP này, COA và đường Bluetooth cho em nhé, đầy đủ cho em. Và các rắc cắm kết nối mic không dây xuống vang cho em nhé, quá là đầy đủ và quá là hay. Và ngày hôm nay nhá, em sẽ chiên để cho ba bác nào nhanh tay với mức giá rất là sốc luôn. Và các bạn nào đi qua nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh nhá. Và ngày hôm nay em sẽ chiên để cho ba bác nào nhanh tay với mức giá chỉ với là 1.350.000, 1.350.000. Và sẽ có điều khiển từ xa các bác nhá, sẽ có điều khiển từ xa và em sẽ tặng kèm một dây quang dài 2m cho các bác để các bác kết nối từ TV xuống này. 1.350.000. Các bạn nào chốt nhắn tin qua số lại cho em 0969673336 với chú cú pháp là chốt vàng ETC hoặc là chốt vàng HK300 các bác nhá. Em sẽ bao ship và tặng dây rắc đầy đủ kết nối cho các bác và sẽ bao test các bác nhá. Các bác test ok thì các bác nhận hàng, test lên ok nhận hàng mới nhận hàng các bác nhá. Không ok các bác hoàn trả lại cho em và các bác không mất một đồng phí nào luôn ạ. Phải một dòng vàng quá là hay. Và em sẽ test lại chất âm của dòng vàng này cho các bác xem nhá. Đây. Đây, nhạc này. Rất là sáng tiếng luôn ạ. Các bác nghe nhạc rất là hay luôn nhá, rất là sáng tiếng. Và đây sẽ alo ở tiếng mic cho các bác nhá, và để cho các bác cảm nhận được chất mic ở trên con vang này các bác nhá. Lên lên 1 1 2 2 2 5 6 7 1 1 2 2 2. Đây các bác nghe tiếng mic rất là hay luôn, rất là nhẹ tiếng các bác nhá. Một dòng vàng quá là hay, chỉ với 1.350.000 các bác có một dòng vàng để sử dụng về hát karaoke hay nghe nhạc thì quá là hay luôn. Các bác nào chốt nhá, nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho em. Với cú pháp là chốt vàng ETC hoặc là chốt vàng HK300 các bác nhá. Nhanh tay không còn nhiều đâu ạ. Và đây, em sẽ quay cho bác một dòng mic không dây. Một dòng mic không dây đến từ thương hiệu nhà ETC các bác nhá. Phải nó quá là đẹp luôn ạ. À, ngày hôm nay nhá, em sẽ để cho ba bác nào nhanh tay với mức giá rất là sốc luôn ạ. Đây nhá, các bác có nhìn đấy, một dòng mic không dây cực kỳ cao cấp đến thương hiệu nhà ETC các bác nhá. Và đây là một mặt trước nó này, là một mặt tấm kim loại phay nhôm được sơn tinh điệu và đen rất là đẹp. Hai màn hình hiển thị kênh A và kênh B đầy đủ cho em. Đây, và các volume tùy chỉnh tăng nhỏ volume của mic này, set tần số sạch cho bác nhá. Và một nút nguồn power này rất là đẹp. Và đằng sau của nó này có hai anten cho bác, đảm bảo các bác sóng rất là xa. Và một rắc cắm 6 ly kết nối trực tiếp từ mic xuống vang và một rắc cắm nguồn cho các bác nhá. Và ngày hôm nay nhá, các bác mua nhà bên em sẽ tặng cho bác một bộ pin sạc như này để các bác sử dụng sạc đi sạc lại để hát karaoke nhá. Và đây em sẽ quay bên trong hộp mic cho bác xem nhá. Đây, khi các bác mua hàng sẽ nhận lại được như này.
một đầu mic, một đầu thu mic như này, và bên trong của nó sẽ có hai tay mic, hai tay chống lăn. Đấy, hai tay chống luôn, chống lăn. Một jack 6 ly và một dây nguồn các bác nhá, đầy đủ cho bác luôn. Và đây nhá, em sẽ test lại alo trứng mic của dòng mic này, và tí nữa em sẽ báo giá cho bác, đảm bảo với các bác này mức giá rất là sốc luôn ạ. Các bác ơi, đi qua cho em xin một like và đăng ký kênh các bác nhá. Lên lên 1 1 2 2 2 2 5 6 7 1 1 2 2 2 5 6 7 1 1 2 2 2. Đấy, các bác nghe tiếng mic rất là sáng tiếng luôn ạ. Và nó độ hút mic con này rất là tốt rồi nhá. Dù các bác để từ xa, đây em sẽ thử cho các bác này, đây để xa này này. 1 2 2 2. Đây để xa như này mà nó sẽ hút mic các bác nhá. Để em alo thử cho các bác này. 1 2 2 5 6 7 1 2. Nhưng mà dòng mic quá là cao cấp đến thương hiệu nhà ETC luôn ạ. Và ngày hôm nay nhá, khi các bác nào mua hàng nhà bên này sẽ tặng cho bác một bộ pin sạc để các bác sạc đi sạc lại để hát karaoke các bác nhá. Và mua một dòng mic cao cấp như này ngày hôm nay em sẽ chiên để cho ma vào nhanh tay với mức giá rất là sốc luôn. Chỉ với 1.650.000. 1.650.000 đã bác sở hữu được một dòng mic không dây cực kỳ cao cấp đến thương hiệu nhà ETC các bác nhá. Là sẽ bao ship và tặng cho bác bộ pin sạc này để các bác hát karaoke nhá. Nó một dòng mic quá là hay luôn ạ. Và các bác là nhanh tay nhá, chốt nhắn tin trực tiếp các số điện thoại cho em 0969673336 với cú pháp là chốt mic ETC hoặc là chốt mic M9 các bác nhá. Một dòng mic quá là cao cấp luôn ạ. Các bác nhanh tay nhá, nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại cho em 0969673336 các bác nhá. Một dòng mic quá là hay luôn ạ. Và chào các bác nha. Hẹn các bác ở những video tiếp theo ạ.